mơ ước của những anh em tham gia xe với tốc độ với dòng xe đa địa hình tốc độ cao. Đây là cái kit 10 nha anh em. Đó, nhưng mà rất là to. Đó, để hết cái bàn luôn. Để em quay cho mọi người coi. Đây cái bàn của mình. Đó. Thùng xe là phải 80 cm nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ sơ qua về cái chiếc gọi là slab 4x4 này mà. Này. Chuyển động. Cái này là cái kích không nha mọi người, nó chi nó cũng khá là nhẹ. Đó. Đây. Đây là hướng dẫn bộ điện. Phụt nè. EC là những thứ mình cần phải bỏ thêm. Phiên bản này như là màu xanh. Đây cái thùng rất là to. Đây, thông số này mọi người. Scale 10 nha. Nhưng mà cái chiều dài là tới là 56,8 gần 60 cm nè. Đó, phía trước là gần 30 cm nè. Sau cũng vậy nè. Đó, khoảng cách lốp là 33. Đó, cái để mình biết được mà mình có mua lốp thì mình sẽ mua đúng cái cỡ này. Lốp là 10,9 nha các bạn. Này mình cũng có một cặp lốp 10,9. Nhâm là 3 inch. Đó, đây các kích thước. Đây là xe 10 nhưng mà tỷ lệ khá to. Có thể nói là nếu mà so với xe 18 chắc là cũng gần xem 19 tấn. Thì bây giờ sẽ phun tiếp bên trong cho mọi người xem. Và đồng thời sẽ lắp bộ điện nha. Đây, vẫn là cái dao điện thoại. Đó, dùng để tiên để lắp thôi. Thì trước kia thì mình sẽ đây là cái kích không. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái bộ điện của cái mình sẽ đưa lên chiếc xe này nha. Thì bộ điện của xe thì mình sẽ tìm món. Đây. Đó, đây là tất cả những gì xe cần phụ. Mình có thể không biết cái phụ này có vừa không, mình có mua dư một bộ thì để xem mình có gắn mình gửi nâng cấp được không. Còn đây là cái hai cái con này gửi nó sẽ dùng tay 6 kênh. Đó. Mình con này là mình lấy của chiếc Baza đây nè. Thì ra là trên con này nó cũng có gyro luôn, nhưng mà mình nâng cấp lên rồi qua tay radio link nha các bạn. Con này cũng có gyro này, gyro inside. Mình không biết mua thêm con nữa. Đó, vậy là bây giờ dư hai con. Đó, cũng một tay này thôi. Có thể chơi hai cái xe. Đây là 6 kênh vì mình sẽ thêm bộ đèn nè, rồi thêm một bộ âm thanh nữa. Đây. Hai chim của chính phủ của máy. OS motor. Off down 930 3930 kV 10T nha các bạn. Size rất là ít, lớn không biết gắn vừa không. Đây, motor chống nước. 60A nè. Thì để chạy cho con này thì mình sẽ dùng hạt pin 4200 hoặc 3 chơi 3S luôn các bạn. Này tại mình mua cho máy bay, giờ mình dư thì mình chỉ còn mình chơi luôn cho xe nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tạm thời giữ cái này qua một bên để khu tiếp tục. Và nó có gì trong và lắp lên test nha các bạn. Rồi. Đặt thôi. Cũng rất là to nha các bạn. Dài không cũng gần cả mét. Mình không biết cái xe nó có 60 mà nó có thùng chi to dữ vậy ta. Nghe tiền bay nhảy rồi vậy. Đó, cái xe màu xanh này. Này, của tôi. Này, cái gì? Sắp ra rất đẹp nha bạn. Màu luôn. Đây, chắc là để gắn motor này. Yeah, scale rất là to nha. Đấy, nếu mà chắc là cái hộp này nói chung với cái bản phiên bản mà nó có cái tay điều khiển này không có gì hết. Rồi bây giờ có cái xe dưới này hết rồi. Wow, xe như thế này đây, đây mình phải mở mấy cái này ra thì mấy cái giải thích này ra thì mới mở ra được các bạn. Cũng khá nặng các bạn. Đó. Xe chưa rất đẹp, mình thấy rất là đẹp các bạn. Mình trên Banggood có bán một chiếc xe xăng giống vậy luôn. Đó. Kích cỡ là 1/8, chạy máy 21. Mình sẽ có dịp sẽ ship cái đó về để chia sẻ với mọi người nha. Đó. Chắc thành can lúc nào nó giảm giá mình mua. Đây chiếc xe. Đây. Trước này chưa có đèn nha mấy bạn. Thì cái này mình cũng sẽ lắp bộ đèn luôn không sao. Wow. Phục đúng đúng là xe bay nhảy nha mấy bạn. Rất là ok luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ mở phía trong ra để xem nó có cái gì và đồng thời lắp như thế nào luôn nha. Nếu anh có
nhìn xe nè, em thấy dễ sợ luôn. Cái to luôn, khủng khiếp lắm. Nên là mình không biết nó mô tả cho các bạn sao, nhưng mà thấy nó rất là to nha. Xe là một không có xe 10, xe 10 mình nè. Để lại cho mấy em khác hết trơn nè. Còn 1 năm không. Mà mình bài ra không thấy chứ nó là chiếc bài ra luôn á. Cái này cũng đẹp. Đẹp quá. Đây là bên trong của xe. Rồi đây pin các bạn. Đây, đây là cái thanh truyền được bọc lại rồi. Đó, motor thì mình đâm motor mình sẽ gắn ở đây. Servo là sẽ gắn ở đây. À, không biết con servo của mình có vừa không. Servo khi bằng con này 25 kg các bạn. Con này là 25 kg. Ồ, may quá vừa luôn các bạn ơi. Đó. Cái bộ năng là không thấy bánh răng luôn, vậy là mình phải mua một cái bánh răng thì mới có thể bỏ vào chơi được các bạn. Thưa cô lái, đứng vào đây. Đây, bây giờ mình tiến hành là tôi có thể cái một pin nào vừa nhé các bạn. 4.200, ok. 3.300, ok luôn. Rồi. Giờ các bạn comment nó có cái nhâm luôn nè. Đây, bánh răng đây, như là bằng nhựa nha. Muốn nâng cấp thì phải mua thêm. Rồi gắn motor. Rồi tiến hành gắn lên thôi. Cái phụ này mình mua hơi bị nhỏ các bạn ơi. Xe 10, mua cho xe 10 mà giờ cái này nhỏ xíu luôn. Mặc dù là cũng rất tốt nhưng mà nhỏ hơn so với cái này rất là nhiều. Thôi, chắc là để vậy luôn. À, có một cái đặc điểm của xe này, đây. Lắp này là lắp nhựa nha các bạn. Không phải là lắp lắp liền nhưng mà là lắp nhựa chứ không phải là chỗ này là không phải là bằng kim loại. Đó. Phía sau cũng vậy luôn, chả cái này là mình phải mua một bộ để mà đôn lên. Dài thì rất là chắc chắn nha. Này là nguyên khối này. Đó. Trục. Đó. Cái này thì gắn servo vô, để sẵn luôn, gắn servo lái vô. Rất là to, đẹp, một trong lớp đẹp. Đây là một lớp 1 10.9cm thì mình có một cái lớp này. Rồi trước cho chiếc trailer đó các bạn. Thì nó cũng vẫn nhỏ hơn nha các bạn, nhưng mà cũng được. Răng cũng gần giống nhau. Nó phụ chắc kỳ lắm. Này là 9 thôi các bạn, không phải 10 đâu. Đó. Nhưng mà cái lớp này đẹp hơn nhiều. Mạnh mẽ hơn. Cái này là bộ điện mình đã lắp lên nha các bạn. Đây là SC nè. Motor nè, được cắt vô nè, có thêm quạt tản nhiệt nha các bạn. Đây là có ghi đồ, mình có tính năng ghi đồ này. Rồi còn đây là con servo lái 25 kg. Còn dưới này nó to quá nên mình phải xài bằng cái bánh tròn này của cái servo thì nó mới không bị đụng với thanh này các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành dán luôn để bảo vệ cái dán bằng cái miếng chống xước để mà nó bảo vệ cái dưới này luôn các bạn. Tuy là nhựa dẻo nhưng mà mình giữ cho bền lâu cho đẹp á. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đổ thêm đèn và âm thanh. Đó. Đây là cục pin 3S nè, chơi máy bay xong là chơi luôn xe. Đó. Thì mình sẽ có cục pin 3S, 3.3 hoặc 4.2 đó sẽ gắn vô. Mọi thứ đều rất là dẻo nha mọi người. Đó, phục nhúng êm ái luôn. Đó. Giờ thì mình có thể đem ra test tốc độ được.